Tánh huyễn cũng chẳng phải có số lượng, cũng chẳng phải chẳng có số lượng. Nhà huyễn thuật ở trong đại chúng thị hiện có lượng và vô lượng, tức cũng là thị hiện sự việc có hạn lượng và chẳng có hạn lượng. Dùng tâm tịch định này tu tập các căn lành, sinh ra tất cả Phật, chẳng lượng chẳng không lượng. Dùng tâm tịch định này để tu tập tất cả căn lành, căn lành tu đến lúc viên mãn thì sẽ sinh ra tất cả chư Phật. Đây chẳng phải là sự việc có hạn lượng và không có hạn lượng, có lượng và vô lượng, thầy đều là vọng tưởng, thấu đạt tất cả cõi, chẳng chấp lượng, vô lượng. Có số lượng và không có số lượng đều là do vọng tưởng phân biệt của chúng sinh mà có. Và vốn tịch diệt, vốn chẳng có những sự phân biệt như thế. Thấu rõ thông đạt tất cả cõi, bao quát tất cả chúng sinh cũng chẳng chấp trước có số lượng, cũng chẳng chấp trước chẳng có số lượng. Pháp chư Phật thâm sâu, rộng lớn sâu tịch diệt, trí thâm sâu vô lượng, biết các cõi sâu đó. Pháp vi diệu thâm sâu của mười phương chư Phật, phát tịch diệt rộng lớn thâm sâu, trí huệ thâm sâu vô lượng của Bồ Tát, biết các cõi thâm sâu đều có tính chất của nó, đều có cái tốt, đều có sở cầu. Nếu đến được chỗ không còn mong cầu gì nữa thì sẽ hết lo. Do đó có câu, người đến chỗ vô cầu, phẩm tự cao, Bồ Tát liền mê đào tân tịnh thường liên tục, kéo dùng sức thần thông độ vô lượng chúng sinh. Bồ Tát lìa khỏi mê hoặc điên đảo rồi, trong tâm rất thanh tịnh, luôn luôn liên tục không ngừng, khéo sử dụng sức thần thông tự tại, độ thoát vô lượng chúng sinh, bao quát bạn tôi và họ ở trong đó. Chỉ có Bồ Tát mới có thể lìa khỏi mê. Mê là gì? Tức là mê rượu, mê sắc đẹp, mê tiền tài, vân vân, rượu sắc đẹp tiền tài. Đều mê hoặc con người là nguyên nhân điên đảo, tâm của Bồ Tát thì thanh tịnh, chẳng khởi vọng tưởng, do đó có câu, tâm chỉ niệm tuyệt trần phú quý, tư dục đoạn tận trần phước điển, nghĩa là tâm dường niệm bạc giàu ra thật, ích kỷ rất sạch thật ruộng phước. Các vị chú ý, không màng là người xuất gia hay người tại gia, phải nghiên cứu kỹ lại xem hai câu này. Tâm dừng tức là tình dục đã dừng lại, niệm tuyệt tức là ý niệm cũng không còn nữa, đó mới là giàu sang thật sự, và dục niệm cũng rất sạch không còn nữa thì đó mới thật là ruộng phước thật sự. Tôi thường nói với các vị, tánh định ma phục triều triều lạc, vọng tưởng bất khởi xứ xứ an, nghĩa là tánh định ma kính phục lúc nào cũng vui, vọng tưởng chẳng khởi nơi nào cũng bình an. Tánh chẳng định thì ma chẳng phục, nếu tánh định rồi thì ma sẽ được điều phục. Khi Đức Phật Thích Ca ở dưới cội Bồ Đề sắp thành Phật thì ma nữ hiện ra rất đẹp, đến trước Phật để mê hoặc Phật, nhưng Phật chẳng động tâm, đó tức là tánh định. Tánh định thì ma nữ không còn biện pháp nào khả thi, đem hết khả năng cũng không làm gì được, thất bại bèn bỏ đi. Các vị hãy nghĩ xem, tánh định thì hàng phục được ma, chẳng có ngày nào mà chẳng an lạc. Nếu vọng tưởng chẳng khỏi thì bất cứ đi đến đâu cũng đều là cõi cực lạc. Tại sao bạn cảm thấy ở đâu cũng đều không tốt? Vì vọng tưởng của bạn quá nhiều. Do đó một thời thanh tịnh, một thời là linh sơn, thời thời thanh tịnh, thời thời là linh sơn. Tâm của bạn khi nào thanh tịnh thì lúc đó đang ở tại núi Linh Thú. Thời thời đều thanh tịnh thì thời thời đều đang ở tại núi Linh Thú. Tại sao chẳng thanh tịnh? Tại sao chẳng bình an? Vì bạn quá chấp trước vào thân thể. Ngủ thì phải ngủ ở chỗ tốt, ăn thì phải ăn đồ ngon, mặc thì phải mặc đồ tốt. Tóm lại tất cả đều phải tốt, chẳng biết đủ. Do đó dục vọng không lúc nào dừng lại, cho nên chẳng tự tại thì tâm sinh phiền não sầu lo. Tôi nhớ lúc ở tại núi Vân Môn, nghĩ muốn đi đến Hương Cảng, bèn nói với Hòa Thượng Hư Vân để từ giã. Tôi nói, lão Hòa Thượng, con ở tại Vân Môn chịu không được. Lão Hòa Thượng nói, sao lại chịu không được? Tôi nói, phòng của con ở quá ẩm ướt, bây giờ là mùa hè, con có chút chịu không được. Lão Hòa Thượng nói, ồ, con chịu không được. Con xem người tại gia đều giống như heo ngủ trong chuồng, họ cũng chịu không được. Tôi nói, lão Hòa Thượng, sao ngài lại so sánh họ là heo? Lão Hòa Thượng nói, người tức là heo. Tôi nói, con đến Hương Cảng khi khí hậu khô một chút con sẽ trở về. Lão Hòa Thượng nói, con đến Hương Cảng sẽ không thể trở về. Tôi nói, con nhất định sẽ trở về. Lão Hòa Thượng nói, con chắc chắn sẽ không trở về. Tôi nói, không trở về thì ở lại Hương Cảng thôi. Lão Hòa Thượng nói, con sẽ ở đó. Kết quả tôi đến Hương Cảng rồi, muốn trở về Vân Môn không thể trở về được. Lúc đó bình lưu mã loạn, giao thông bị cắt đứt, cuối cùng phải ở lại Hương Cảng. Chưa an khiến được an, an rồi chỉ đạo tràng. Như vậy khắp pháp giới, tâm đó không chấp trước. Chúng sinh chưa được an lạc thì khiến cho họ được an lạc,
chúng sinh đã an lạc, thì chỉ thị cho họ đi đến đạo tràng tu hành. Như vậy tận hư không khắp pháp giới, tâm cũng chẳng chấp trước, chẳng trụ nơi thật tế, chẳng vào nơi niết bàn. Như vậy khắp thế gian khai ngộ các quần sinh, Bồ Tát cũng chẳng trụ tại chân như, cũng chẳng vào nơi niết bàn, cũng chẳng trụ nơi phiền não, cũng chẳng trụ nơi bồ đề. Do đó có câu: ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Như vậy khắp cùng nơi tất cả thế gian khai ngộ tất cả chúng sinh, pháp số chúng sinh số, biết rõ mà chẳng chấp, mở khắp nơi pháp vũ, thấm khắp các thế gian. Pháp số và chúng sinh số đều thấu rõ biết có bao nhiêu, nhưng không chấp trước vào, thường chuyển bánh xe pháp, mưa pháp khắp cùng, thấm nhuận thế gian tất cả hữu tình chúng sinh. Khắp nơi các thế giới, niệm niệm thành chánh giác mà tu hạnh Bồ Tát chưa từng có thối chuyển. Khắp cùng tại tất cả thế gian ở trong niệm niệm đều là lúc Phật thành Phật. Phải tu hành hạnh của Bồ Tát tu, muốn chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tâm đừng thối chuyển, phải dũng mãnh tinh tấn thì mới có thể thành tựu Phật đạo. Thế gian đủ thứ thân, tất cả đều biết rõ, biết pháp thân như vậy, tiền được thân chư Phật. Chúng sinh thế gian có đủ thứ thân, Bồ Tát đối với những thân đó hoàn toàn thấu rõ biết được. Tại sao phải biết thân chúng sinh? Vì biết thân chúng sinh thì biết nhân quả của chúng sinh, biết nhân quả thì biết vì sao đắc được thân đó. Mèo tại sao làm mèo? Vì khi làm người thì cứ làm những việc của mèo, cho nên đầu thai làm mèo. Chó tại sao làm chó? Vì khi làm người thì cứ làm những việc của chó, cho nên đầu thai làm chó. Cho đến ngựa, bò, dê, heo, gà, vịt, vân vân đều nhân quả như vậy. Tóm lại, khi còn làm người thì chẳng làm người cho tốt, cứ làm những việc của súc sinh, cho nên đời sau biến làm súc sinh. Đây là sự thật hoàn toàn chứ chẳng phải mê tín. Nếu khi làm người dụng công cho tốt, nỗ lực tu hành thì sẽ thành Phật, tuyệt đối chẳng hí luận. Biết nhân quả đủ thứ thân là tuần hoàn báo ứng, tơ hào không sai. Để biết rõ pháp tác đủ thứ thân sẽ minh bạch tất cả thân chúng sinh, cũng minh bạch tất cả thân của chư Phật. Minh bạch thân Phật thì tương lai sẽ thành Phật. Biết khắp các chúng sinh, các kiếp và các cõi, mười phương không bờ mé, biển trí thảy đều vào. Biết khắp nhân quả báo ứng của tất cả chúng sinh, tất cả kiếp dài và kiếp ngắn, tất cả cõi lớn và cõi nhỏ, mười phương chẳng có bờ mé, bậc có đại trí huệ thì mới vào được biển trí huệ. Thân chúng sinh vô lượng, vì mỗi mỗi hiện thân, thân Phật không bờ mé, bậc trí đều nhìn thấy. Thân chúng sinh tuy nhiên có vô lượng vô biên, nhưng Phật Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh dùng bốn pháp nhiếp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, vì họ hiện thân. Thân Phật vô lượng chẳng có bờ mé, chỉ có bậc có đại trí huệ mới nhìn thấy thân Phật, mới minh bạch được cảnh giới này. Một niệm liền biết được các Như Lai xuất hiện, trải qua vô lượng kiếp, khen ngợi không hết được. Trong khoảng một niệm liền biết được chư Phật xuất hiện ra đời để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ bỏ mê về giác, phát Bồ Đề tâm, tu vô thượng đạo, chứng được quả Phật. Trải qua vô lượng kiếp thời gian lâu dài để tán thán khen ngợi công đức của Phật cũng chẳng khi nào hết được. Chư Phật hay hiện thân nơi nơi vào niết bàn, trong một niệm vô lượng, xá lợi đều khác nhau. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, nơi nơi đều hiện thân, nơi nơi thị hiện vào niết bàn, ở trong một niệm có thể biến làm vô lượng, ở trong vô lượng có thể biến làm một niệm. Phật vào niết bàn, sau khi trả tỷ, linh cốt trở thành xá lợi đều khác nhau. Như vậy đời vị lai, siêng cầu nơi quả Phật, vô lượng tâm bồ đề, quyết định trí đều biết. Như vậy chúng sinh đời vị lai, biết có thể thành Phật, cho nên siêng cầu quả Phật, phát tâm vô lượng Bồ Đề. Bồ Tát có trí huệ quyết định mới hoàn toàn biết được cảnh giới này. Như vậy trong ba đời, hết thảy các Như Lai, tất cả đều biết được, gọi trụ hạnh phổ hiền. Như vậy trong ba đời, hết thảy chư Phật Bồ Tát đều biết được, đó tức là trụ tại đại hạnh của Bồ Tát phổ hiền. Như vậy phân biệt biết vô lượng các hạnh địa, nhập vào nơi trí huệ, chuyển bánh xe bất thối. Như vậy ở trong sự không phân biệt lại có thể phân biệt, cũng biết được hết thảy vô lượng hạnh môn quả vị tu được, nhập vào nơi trí huệ, thường chuyển bánh xe pháp bất thối chuyển. Do đó pháp luân thường chuyển, trí vì diệu rộng lớn và sâu cảnh Như Lai, và rồi không thối chuyển, gọi tên huệ phổ hiền. Trí huệ vì diệu rộng lớn và sâu cảnh giới của Phật, chứng được bà bất thối, niệm bất thối, hành bất thối, vị bất thối,
Chứng bất thối chuyển này, tức là trí huệ của Bồ Tát phổ hiền. Tất cả đấng tối thắng vào các cảnh giới Phật, tu hành bất thối chuyển được vô thượng Bồ Đề. Tất cả chư Phật chứng nhập các cảnh giới của Phật, tu hành pháp môn không thối chuyển, liền chứng được vô thượng Bồ Đề giác đạo. Vô lượng vô biên tâm, mỗi mỗi nghiệp khác nhau, đều do tưởng tích tập, bình đẳng đều biết rõ. Vô lượng vô biên tâm chúng sinh do khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo đều khác nhau. Tại sao phải khởi nghiệp thọ báo? Vì có vọng tưởng, như núi sông đất đai vân vân cho đến hư không pháp giới đều do vọng niệm của chúng sinh tạo thành. Bồ Tát đối với tất cả cảnh giới đều là bình đẳng, đều biết rõ được. Nhiễm ô chẳng nhiễm ô, tâm học tâm vô học, bất khả thuyết các tâm, trong niệm niệm đều biết. Tâm nhiễm ô của chúng sinh là gì? Nói một cách đơn giản là ái tình giữa nam nữ. Thế nào là tâm chẳng nhiễm ô? Tức là Bồ Đề tâm trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Chư tam quả A-la-hán đều gọi là bậc hữu học, còn gọi là tâm còn học. Quả vị A-la-hán gọi là bậc vô học, còn gọi là tâm vô học. Chúng sinh có nhiều tâm bất khả thuyết như thế. Bồ Tát trong niệm niệm hoàn toàn biết, đều biết rõ. Biết rõ chẳng một hai, chẳng nhiễm cũng chẳng tịnh, cũng lại không tạp loạn, đều do mình nghĩ khỏi. Chẳng phải biết rõ một chúng sinh hoặc hai chúng sinh mà là hết thảy chúng sinh đều thấu rõ biết được, chẳng phải nhiễm cũng chẳng phải tịnh, cũng chẳng phải sâu cũng chẳng phải cạn, cũng chẳng tạp cũng chẳng loạn. Tất cả như vậy đều do vọng tưởng của chính mình sinh khởi. Như vậy đều thấy rõ, tất cả các chúng sinh tâm tưởng đều khác nhau, khởi đủ thứ thế gian, đủ thứ tầm như vậy. Tầm quá khứ, tầm hiện tại, tầm vị lai đều bất khả đắc. Tuy bất khả đắc nhưng tất cả tâm vẫn tồn tại. Bồ Tát đều hoàn toàn thấy rõ tâm và tưởng của tất cả chúng sinh đều khác nhau, cho nên sinh khởi đủ thứ thế gian. Dùng phương tiện như vậy, từ các hạnh tối thắng, từ Phật Pháp hóa sinh, được tên là Phổ Hiền. Dùng phương tiện như vậy để tu tất cả hạnh tối thủ thắng, đó là từ Phật Pháp hóa sinh, tên gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Ở trong phẩm này hết thầy Đại Bồ Tát, từ thế giới phổ thắng đến đều gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền có ba: một, thật tướng Phổ Hiền; hai, cứu kính Phổ Hiền; ba, hiền hiện Phổ Hiền. Trong kinh Pháp Hoa Hiền Giáo có nói Phổ Hiền từ cõi Phật Bảo Hoài Đức Vương đến. Trong kinh Đại Nhật Mật Giáo có nói tương lai là Bồ Tát Bổ Xứ Đại Nhật Như Lai. Chúng sinh đều vọng khởi tường thiện ác các cõi, do đó hoặc sinh thiên hoặc lại đọa địa ngục. Chúng sinh đều do vọng tưởng khởi, một niệm vọng lên sẽ tạo đủ thứ thế gian. Như sinh niệm thiện thì có quả báo thiện, sinh niệm ác thì có quả báo ác, lưu truyền trong các cõi đều do vọng tưởng mà thành. Vọng tưởng một niệm thiện hoặc sinh thiên đường, vọng tưởng một niệm ác hoặc đọa địa ngục. Thiên đường địa ngục là do nghiệp báo của mình tạo thành. Bồ Tát quán thế gian, vọng tưởng nghiệp khởi lên, vì vọng tưởng vô biên, thế gian cũng vô lượng. Bồ Tát quán sát tất cả pháp thế gian đều do chúng sinh vọng tưởng phân biệt tạo nghiệp sinh khởi lên, vì vọng tưởng vô lượng vô biên cho nên thế gian cũng hiểu vô lượng vô biên. Tất cả các cõi nước do lưới tưởng hiện ra, vì phương tiện lưới huyễn một niệm đều vào được. Hết thảy tất cả các cõi nước đều do lưới vọng tưởng hiện ra, vì lưới huyễn phương tiện cho nên trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền trong khoảng một niệm đều minh bạch những đạo lý này. Mặt tài mũi lưỡi thân ý căn cũng như vậy, tưởng thế gian khác biệt, bình đẳng đều vào được. Mặt tài mũi lưỡi thần ý sáu căn cũng do vọng tưởng sinh ra, tướng mạo của con người cũng do vọng tưởng sinh ra, khởi vọng tưởng gì thì sinh ra quả báo đó, cho nên tất cả do vọng tưởng mà sinh, hư vọng mà diệt. Chúng sinh thế gian có vọng tưởng khác nhau cho nên thế gian cũng đều khác nhau. Bồ Tát Phổ Hiền có đại trí huệ đều bình đẳng nhập vào hết thảy những thế giới đó. Mỗi mỗi cảnh giới mắt, vô lượng mắt đều vào, đủ thứ tánh khác nhau, vô lượng bất khả thuyết. Một thứ cảnh giới mắt và vô lượng thứ cảnh giới mắt, Bồ Tát Phổ Hiền đều vào được, đủ thứ tánh khác nhau, nhiều vô lượng bất khả thuyết. Chỗ thấy không khác biệt, lại cũng không tạp loạn, đều tùy theo nghiệp mình, thọ dụng các quả báo. Chỗ thấy đều giống nhau, chẳng có sự phân biệt, cũng chẳng tạp loạn mà rất ngay thẳng. Mỗi một thứ cảnh giới đều tùy nghiệp của mình tạo thành, cho nên khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo đều là họa phước không cửa, do mình tự chiêu. Tóm lại, trồng lúa được lúa, trồng dưa được dưa,
chống nhân gì thì được quả đó. Sức phổ hiền, vô lượng, đều biết hết tất cả. Tất cả cảnh giới mắt, đại trí đều vào được. Sức lực của Bồ Tát Phổ Hiền, vô lượng vô biên, Ngài biết vọng tưởng của tất cả chúng sinh khởi lên, tất cả cảnh giới, mặt tài, mũi lưỡi, thần ý, sáu căn, Ngài hoàn toàn biết được. Đại trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền hoàn toàn vào được. Như vậy các thế gian đều phân biệt, biết được, mà tu tất cả hạnh lại cũng không thối chuyển. Tất cả thế gian như vậy đều phân biệt, biết được, mà còn tu hành tất cả đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền vĩnh viễn không thối chuyển. Phật nói, chúng sinh nói, cùng với cõi nước nói, ba đời nói như vậy, đủ thứ đều biết rõ. Phật nói và chúng sinh nói, cùng với cõi nước nói, ba đời đều nói như vậy, đủ thứ nói, đều thấu rõ biết được. Vị lai trong quá khứ, hiện tại trong vị lai, đều thấy tướng ba đời, mỗi mỗi đều thấu rõ. Trong quá khứ có thể hiện vị lai, và trong vị lai có thể hiện hiện tại, và trong hiện tại có thể hiện quá khứ và vị lai. Tóm lại, ba đời hỗ tương biến hóa, hỗ tương thấy nhau, trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền thấu rõ được đủ thứ những cảnh giới đó. Như vậy vô lượng thứ, khải ngộ các thế gian, nhất thiết trí phương tiện, bờ mé bất khả đắc. Vô lượng đủ thứ biến hóa như vậy là tại sao? Vì khiến cho hết thảy chúng sinh thế gian đều khai ngộ. Nhưng chúng sinh đều có một thứ quái tánh đặc biệt. Bạn dạy họ khai ngộ thì họ chẳng khai ngộ. Bạn dạy họ tu hành thì họ chẳng chịu tu hành. Do đó có câu, thiên đường có lối không người đi, địa ngục không cửa lại tự vào. Chúng sinh đáng thương như vậy đó. Nhất thiết trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền, tất cả phương tiện, bờ mé bất khả đắc. Vì vô biên không bờ mé cho nên tìm không được. Hết tập 18.